Kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn, em tên là Bùi Thị Hà Như, học sinh lớp 5B và bạn Hoàng Mai Diệu, học sinh lớp 5A. Chúng em học sinh trường tiểu học Linh Thông. Sau đây em xin được giới thiệu bức tranh của mình có tên là Ngôi trường hạnh phúc. Trường em được xây trên một dãy núi. Hello teacher and all of you. My name is Hoàng Mai Diệu. I'm in class 5A. And my friend is Bùi Thị Hà Như. She is in class 5B. We are students at Linh Thông Primary School. Then we would like to introduce our painting called Happy School. Our school is built on a mountain range. Là nơi đem lại tình yêu thương giữa thầy cô và các bạn để thể hiện tình cảm trân trọng đối với thầy cô giáo và các bạn, học sinh, em và bạn Hoàng Mai Diệu đã vẽ một bức tranh mỗi ngày đến trường là một niềm vui. It is a plan that brings love between teacher and friends to show our appreciation for teacher and student. I and my friend E. Bùi Thị Hà Như painted the picture every day going to school, a happy day. Hình ảnh trong tranh mô tả các bạn học sinh đang rất vui vẻ đi đến trường. The image in the painting depicts students happily going to school. Bức tranh chúng em đã được sử dụng rất nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, cam, vàng, xanh lam để tạo thành một bức tranh thêm tươi đẹp. Qua bức tranh, chúng em mong rằng mỗi ngày đến trường là một niềm vui. In the picture, we used have many different colors like us, red, yellow, orange, green, blue, to create a more beautiful picture. Through the picture, we hope that going to school every day is a joy. Em xin chào các thầy cô giáo và các bạn. Em tên là Trâm Anh, em là học sinh lớp 5B trường tiểu học Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, trường tiểu học Quy Kỳ của chúng em nằm giữa trung tâm xã Quy Kỳ. Ở đó chúng em được học hành, vui chơi, được thầy cô dạy bảo, chăm sóc tận tình, có bạn bè thân thiết, luôn yêu thương, đoàn kết, quý mến nhau. Đây là hình ảnh ngôi trường tiểu học Quy Kỳ, là ngôi trường hạnh phúc do chúng em phác họa. Chúng em sẽ hứa cố gắng chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan, Bác Hồ kính yêu. Chúng em rất mong được đón thầy, cô và các bạn bốn phương đến thăm ngôi trường của chúng em. Hello everyone, my name is Chamai. I'm a pupil in class 5B at Quy Kỳ Primary School, Định Hóa District, Thái Nguyên Province. Our Quy Kỳ Primary School is located in the central of Quy Kỳ commune. There we can study and play, receive the care and love from teacher and have a lot of friends who all over love unite together. The image of Quy Kỳ Primary School is a happy school. It was sketched by us with the promise to try to study well, be good children, be loved and cool. We look forward to welcoming teacher and friends from over to visit our school. Thanks for watching my video. Goodbye! Mình đang học lớp 5B, mình năm nay 10 tuổi và mình học ở trường tiểu học Phúc Chu. Mình đã học ở đây gần 5 năm rồi, trường mình nằm ở trung tâm xã Phúc Chu, có rất nhiều cây ở xung quanh sân trường. Ngay cạnh sân trường là một tòa nhà nơi chúng mình ngồi học. Lớp học của mình nằm trên tầng 2.
dưới tầng 1 có một cái thư viện và có rất nhiều đầu sách ở đó. Sau giờ học, mình thường đến thư viện để đọc những cuốn truyện tranh với bạn thân của mình. Và cuối tuần, mình và các bạn cùng lớp thường chơi những trò chơi vận động ngoài trời ở dưới sân trường. Mình yêu trường mình đến nỗi mình chưa sẵn sàng để học ở trường trung học cơ sở mới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tạm biệt. Hello everyone, I'm Sherman. I'm in class 5B. I am 10 years old and I go to primary school. I have been learning at this school for nearly 5 years. It is in the section of my Fuchu commune. There are many trees around the school rider. Next to the rider is building where we study. It had 2 floors and my classroom is on the 2nd floor. After school, I often go there in order to read comic book with my best friend. On the weekend, my classmate and I often go to Fuchu play outdoor in the rider together. I love my school so much that I am not ready to go to secondary school. Thank you for listening. Goodbye. Thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh, hôm nay em rất vinh dự khi được đại diện cho lớp 4A. Xin được giới thiệu với thầy cô và các bạn một bức tranh vẽ về chủ đề tri ân các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Trong bức tranh vẽ về hai bạn nhỏ, em tặng cho cô giáo hai bóng hoa xinh xắn. Dear teacher, dear all students, today I am very honored to, on behalf of the students of Class 4, would like to introduce to the teachers and friends a painting on the topic related to teachers on the occasion of Vietnamese Teacher Day, November 20. Buổi sinh hoạt giấy cầu hôm nay tạo bộc lộ và phát huy khả năng sở trường của mình, thể hiện các khả năng đó một cách sáng tạo, đồng thời giúp chúng em biết tôn vinh nghề giáo, yêu quý các thầy cô, từ đó có tinh thần phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Today's flag event creates an opportunity for us to reveal and promote our ability and strength, expressing those ability in a creative, positive and confident way. At the same time, help us now to honor the teaching professors, the teachers, and from them the spirit of striving to become good students and good students, good children of Angkor. Cuối cùng, chúng em xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Chúng em xin chúc các thầy cô có một ngày 20 tháng 11 thật là ý nghĩa. Em xin chân thành cảm ơn. Finally, we wish to wish the teacher good health and good work. We wish the teacher a beautiful November 20. Thank you very much.